Anh không sao chứ? Anh ổn chứ? Các người qua bên kia. Đáng ghét. Đàn bà đáng ghét. Đồ khốn. Cô gái. Cô gái à? Phim được cô ổn không? Và lồng tiếng tại tôi ổn. Tôi. Ông Trần. Sao lại là ông? Cô là? Tôi là Tống Cầm, vợ của Hoàng Phong. Cô là người nhà của Hoàng Phong mà. Tôi đưa cô về nhà. Không cần. Ông đi sửa bọn người Nhật đi. Ông sửa càng nhiều người Nhật thì chúng ta càng an toàn. Cô chú ý an toàn nhé. Tôi biết rồi. Được thôi. Ông cẩn thận đấy. Dọc theo tuyến đường đã định sẵn, các người hãy đốt pháo hoa, quân Nhật sẽ theo đó mà tấn công. Các người hiểu chưa? Dạ hiểu. Hành động. Nhanh lên, các người nhanh lên.
Cậu. Phim được dịch. Ông đừng nói nữa. Ông mau rời khỏi đây đi. Cậu không sao chứ? Không sao, vẫn chưa ngủ. Có cần tôi đưa cậu về nhà không? Không cần, tôi tự về được. Tôi phải tìm tên xúc sinh Thiên Sơn đó. Chúng ta việc ai nấy làm. Ông cẩn thận đấy. Cậu cũng vậy. Trong trận chiến mà tất cả mọi người đều đoàn kết chống lại kẻ thù này, Trần Bá Long đã dùng hành động của mình để chứng minh cho Võ Hoàng Phi thấy lòng yêu nước của bản thân. Hai cha con trước kia từng là người xa lạ này đang dùng hành động thực tế của mình để hóa giải thù oán giữa hai người. Hay. Ta thân là nữ nhi, nhưng dám khoác chiến bào, cưỡi ngựa xông pha chiến trường, sớm là anh hùng hào kiệt, bảo vệ non sông, bảo vệ đồng bào, quyết đánh đuổi bọn ngoại xâm, trả thù nhà, đền nợ nước. Hay lắm. Là con dân của non sông này, chỉ cần đánh đuổi được quân xâm lăng, dù có xuống suối vàng, ta cũng vui lòng. Hay. Hay lắm. Rất hay. Đánh. Hay lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là bộ phim mà hôm qua tôi đã xem. Đúng vậy tướng quân, chắc chắn đã có người giở trò. Rõ ràng bọn chúng đang sỉ nhục đại đế quốc Nhật Bản chúng ta, vậy mà tôi phải đứng trơ mắt nhìn bọn chúng làm thế. Binh lính của tôi đâu? Thưa tướng quân, bây giờ chúng ta không thể làm gì khác. Tại sao chứ? Bên dưới không chỉ có khán giả Trung Quốc, mà còn có rất nhiều phóng viên nước ngoài. Bắt người vào lúc này thì ngày mai dư luận xã hội sẽ xuất hiện những điều không tốt về chúng ta. Tôi không quan tâm đến quá trình, tôi chỉ cần kết quả thôi. Vâng. Hay. Hay lắm. Rất hay. Tuyệt vời. Khi tiếng súng của người Nhật vang lên, Tống Cầm đã không còn màng đến chuyện sinh tử của bản thân từ lâu rồi. Thứ cô lo lắng nhất lúc này là tính mạng của khán giả trong rạp. Kazumi Kazoko hành động điên cuồng như mất hết lý trí. Rất có thể cô ta sẽ trút giận lên những khán giả kém may mắn này. Vì vậy, cô ấy cần phải đứng ra hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ an toàn cho mọi người. Hoàng Phong, chồng của em, đồng chí của em, đừng trách em nhé. Sự hy sinh của em rất có ý nghĩa. Anh tuyệt đối không được làm chuyện gì ngốc nghếch nhé. Nếu anh làm thế thì sự hy sinh của em sẽ không còn giá trị nữa. Cô Kazumi, tôi xin lỗi. Cô Kazumi, cô nghe tôi nói. Cô Kazumi, bộ phim đó,
Tôi không muốn phí lời với cô. Hãy nói cho tôi biết, là Võ Hoàng Phi hay là Võ Hoàng Phong, hay là cả Võ gia, hoặc là Trần gia? Không phải cô đã nhìn thấy hết rồi sao? Toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đều do một mình tôi làm, không liên quan đến ai cả. Bớt nói mấy lời cũ rích đó để lừa tôi đi. Cô nghĩ tôi không biết sao? Một mình cô có thể làm được nhiều chuyện như vậy sao? Bây giờ tôi nhẹ nhàng bóp cò một cái thì cô sẽ lập tức trầu trời. Nhưng cô nghĩ thử xem, nếu như cô trầu trời mà bọn họ vẫn sống tốt, thì chẳng phải là quá bất công với cô sao? Bọn họ còn sống, đó mới là chuyện công bằng nhất. Mọi người hãy làm chứng cho tôi, bộ phim Mộc Lan Tổng Quân này sống còn tôi là người làm nên, không liên quan gì đến Võ gia và Trần gia cả. Hôm nay các người có thể lấy mạng tôi, sau này sẽ càng có nhiều người như tôi xuất hiện, cho đến khi đánh những kẻ xâm lược các người không còn manh giáp mà cút khỏi Trung Quốc. Chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng tôi. Cái mà các người gọi là đế quốc chẳng qua chỉ là một hòn đảo nhỏ với những giấc mơ viễn vông mà thôi. Câm miệng. Ngồi xuống. Đả đảo kẻ xâm lược.
báo cáo. Vào đi. Phim được dịch thuyết minh đoàn trưởng, không có chuyện gì mà gấp vậy. Cái gì? Cả đại đội phải rời đi sao? Không. Tại sao? Lẽ nào chúng ta từ bỏ Thượng Hải sao? Đây là lệnh của cấp trên. Đồng chí ủy viên trưởng đã nói phải triển khai chiến lược theo cục diện chiến tranh. Triển khai cái quái gì vậy chứ? Cậu có bất bình thì giữ riêng mình là được rồi. Chúng ta là quân nhân, chuyện cần phải chấp hành vẫn phải thực hiện. Tôi gọi cậu đến là có một nhiệm vụ quan trọng phải giao cho cậu. Xin đoàn trưởng ra lệnh. Nhiệm vụ như này, thành thật mà nói, tôi cũng rất hổ thẹn khi truyền đạt xuống. Phải dùng ít lực lượng nhất, nhưng vẫn đạt được mục đích yểm hộ cho toàn đội rút lui. Tôi đi. Tôi thích hợp để làm chuyện này. Tôi biết cậu sẽ nói thế. Nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất khó xử. Nói trắng ra thì chi đội này là đội cản tử. Đại đội trưởng, chiếc máy bay này bay tới bay lui mấy lần rồi, nó sẽ không dội bom chúng ta chứ? Yên tâm đi, họ không dám đâu. Tại sao chứ? Có nói thì cậu cũng không hiểu. Nhanh đi, tập hợp tất cả các lực lượng nòng cốt đến, tôi sẽ đến họp. Vâng. Ta thân là nữ nhi, nhưng dám khoác chiến bào phi ngựa ra xa trường, sống để làm anh hùng, để giành lại non sông, cứu dân làng bá tánh, chống lại giặc ngoại xâm, đền ơn cho đất nước. Ta thân là nữ nhi, nhưng dám khoác chiến bào phi ngựa ra xa trường, sống để làm anh hùng, đền ơn cho đất nước. Bạn nhỏ à, bài thơ này ai dạy cho các em vậy? Cô giáo dạy em, mẹ em dạy em, chị em dạy cho em. Giỏi lắm, hay lắm. Các em có thể đọc lại lần nữa không? Được ạ. Ta thân là nữ nhi, nhưng dám khoác chiến bào phi ngựa ra xa trường, Võ Hoàng Phong à. Chính là vì lúc này chúng ta mới phải gấp rút làm xong bộ phim của mình. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chúng ta đã hứa rồi mà. Chúng ta phải biến Hoa Mộc Lan thành một bản quốc ca, phải biến nó thành khúc quân hành trong cuộc kháng chiến bảo vệ Thượng Hải. Anh quên rồi sao? Tống Cầm à, em có nghe thấy không? Phim được dịch thuyết minh và lồng em có nghe không? Phim TV. Thơ của em, nó thực sự đã trở thành quốc ca của Thượng Hải rồi. Chú Trần, chú đã nghe chưa? Quân đội quốc gia đã bắt đầu rút khỏi Thượng Hải. Chú đã biết rồi. Chiến tranh mà, đánh không thắng thì rút lui, bình thường mà. Họ nói thay đổi chiến lược. Có tin gì về đội của Hoàng Phi không? Vẫn chưa có. Đại đội trưởng, mọi người đã đến rồi. Nhiệm vụ chặn đánh lần này của chúng ta vô cùng gian khổ. Tổng cộng chỉ có 180 người.
Vì vậy, tôi ra lệnh, đơn vị chúng ta phân ra tìm kiếm điểm bắn tỉa. Một mặt có thể giảm thiểu thương vong, mặt khác có thể khiến quân Nhật không biết được rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu binh lực. Chúng ta phải làm theo quy tắc, có thể trì hoãn được phút nào thì hay phút nấy, chiến đấu hết sức mình để đại đội tranh thủ thời gian kịp thời rút lui. Đã nhớ chưa? Nhớ rồi, đã nhớ. Đại đội trưởng, bọn Nhật đến rồi. Đội trưởng đội 1, có. Các người chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của kẻ thù từ phía trước. Những người còn lại mai phục ở hai bên. Rõ chưa? Đã rõ. Nhanh, nhanh lên. Xạ kích tấn công. Ẩn nấp, chú ý ẩn nấp. Xạ kích tấn công. Đưa thương binh ra phía sau. Đạn dược thì thế nào? Không đủ rồi. Đưa anh ấy đi. Vâng, đại đội trưởng, áp lực của hỏa lực kinh khủng quá. Làm sao đây? Không sao chứ, không sao. Nhanh, vâng, nhanh. Đại đội trưởng, điểm bắn tiện này được đấy. Vớ vẩn, nó bắn một viên đại bác là chúng ta tiêu đời hết đấy. Mau di chuyển đi. Vâng, Vu Hoài, có. Nếu tôi hy sinh, cậu hãy thay tôi chỉ huy. Đại đội trưởng, anh sẽ sống mà. Tôi sẽ không hy sinh. Đúng vậy, tôi sẽ sống lâu trăm tuổi. Đi. Di chuyển, di chuyển. Cầm cự.
Mọi người nghe đây, trong kho có rất nhiều túi cát. Nếu chiến lũy bị phá hỏng, phải sửa chữa ngay. Hiểu chưa? Đã rõ. Đại đội trưởng, tôi thấy hơi lạ. Máy bay oanh tạc của bọn Nhật cứ kêu vo ve trên đầu chúng ta, nhưng sao lại không thả bom chứ? Rốt cuộc là sao vậy? Bọn Nhật Bản không tin vào độ chính xác của mình, sợ không cẩn thận đánh phải bọn người nước ngoài. Các vị tướng quân ở tuyến phía Bắc, thủy quân lục chiến của ta đã thuận lợi cập bến cửa khẩu Ngô Tùng, đụng phải quân Trung Quốc. Sau một hồi chống cự, đã thành công chiếm được nơi này. Hôm nay, ven sông Tô Châu khu vực nội thành phát hiện một tiểu đội kháng chiến Trung Quốc. Họ dựa vào nhà máy bỏ hoang chặn đánh quân ta, dẫn đến mục tiêu dọn sạch tàn binh Trung Quốc. Ở trong thành phố của sư đoàn 3 trung đội Ono bị cản trở, đến khi trời tối vẫn chưa chiếm được nhà máy. Cậu có biết lai lịch của đội quân này không? Hiện tại vẫn chưa xác định được. Mạnh lệnh phái thêm 2 trung đội tiếp viện cho trung đoàn Ono, nhất định phải tiêu diệt được đội quân Trung Quốc đó. Rõ. Ổn không? Ổn. Đội trưởng, hỏa lực của bọn Nhật mạnh quá. Làm sao đây? Tiểu Hải, Tiểu Hải, đến đây, tập trung các tay thiện xạ lại, giành lấy địa hình có lợi, chiếm lấy điểm cao. Rõ. Vu Hoài, ra lệnh cho đội 3 mang tất cả lựu đạn tập trung lại, phá tan pháo cối của kẻ thù. Không sao chứ? Đại đội trưởng, chúng ta đánh suốt một ngày rồi, bọn Nhật cũng nên nghỉ ngơi rồi chứ. Ai biết được. Trước mắt thu xếp ổn thỏa cho các thương binh, sửa chữa lại chiến lũy. Vâng. Anh em, thu dọn chiến trường. Mọi người giữ nguyên đội hình, nghỉ ngơi tại chỗ. Mọi người ăn uống đi. Bọn Nhật có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chúng ta phải cho họ biết súng trong tay người Trung Quốc chúng ta không phải là gậy lửa. Mọi người có rõ không? Đã rõ, hiểu rồi.
báo đặc biệt đây, quân đội Trung Quốc thể sống chết, bảo vệ Thượng Hải. Báo đặc biệt đây, quân đội Trung Quốc thể sống chết, bảo vệ Thượng Hải. Báo mới đây, cho tôi một tờ. Quân đội Trung Quốc quyết bám trụ Thượng Hải đến cùng, báo đặc biệt đây. Tốt quá rồi, đồng bào ơi, chúng ta không còn phải sợ người Nhật nữa. Đúng, chúng ta không phải sợ người Nhật nữa rồi. Quân đội Trung Quốc làm tốt lắm. Quân đội Trung Quốc quá đỉnh. Cái gì? Kiên trì thêm 3 ngày nữa. Trưởng quan. Vâng. Tôi cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cấp trên nói gì thế? Kiên trì thêm 3 ngày nữa. 3 ngày. Bọn họ có phải là ốc sen không? Đại đội trưởng, nước và lương thực của chúng ta cùng lắm thì cầm cự được một ngày thôi. Bảo cậu kiên trì thì cố gắng đi. Nói nhiều thế làm gì? Chấp hành mệnh lệnh đi. Vâng. Nhanh. Bắn pháo. Xạ kích tấn công. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Bây giờ kêu chúng tôi kiên trì thêm 3 ngày nữa. Nhưng lương thực và nước dự trữ đã hết rồi. Đại đội trưởng. Lương khô hết rồi, cắn răng chịu đựng một chút cũng được. Nhưng vấn đề là nước cũng hết rồi. Các anh em sắp không trụ được nữa. Chúng ta phải làm sao đây? Tôi không biết. Bên ngoài có người đến đưa vật tư cho chúng ta. Đi xem thử. Tranh thủ thời gian đi. Trưởng quan. Chỉ huy cao nhất ở đây là ai? Là đại đội trưởng của chúng tôi. Anh ấy có đây không? Có. Ở đó. Trưởng quan, tôi đến từ Thương hội Thượng Hải. Hoàng Phong. Em trai tôi. Sao em lại đến đây? Anh. Em không biết anh phòng thủ ở đây. Anh chỉ huy chi đội này. Bọn anh đã chiến đấu rất kiên cường. Không tha cho tên Nhật nào. Em biết. Mọi người đều biết. Vân vân. Cô cũng tới à? Anh Hoàng Phi. Sao lại là anh? Các em mang gì đến đấy? Xe vật tư này là của người dân Thượng Hải quyên góp cho các anh đó. Mọi người đều hy vọng vào các anh. Mong các anh sẽ thắng trận. Nào, các anh em, mọi người nhìn đi. Các hương thân phụ lão của Thượng Hải gửi thức ăn cho chúng ta đó. Anh à, cả Thượng Hải đều ủng hộ các anh. Các anh là những anh hùng thực sự. Hành lễ. Mau lên xe đi, nhanh lên. Mau lên xe. Lên xe nhanh. Anh, mau lên xe đi. Đợi đã, em sẽ ở lại với anh. Đừng nói nữa.
Nhanh lên, Tiểu Hải, đưa họ đi. Cho em ở lại đi, đừng có nói vớ vẩn nữa. Lên xe đi, khẩn trương, nhanh đi, anh ơi. Mau đi thôi, anh ơi, em mau về đi. Đi mau, nguy hiểm. Anh. Anh ơi, nhanh đi, mau đi thôi. Anh ơi. Anh ơi. Đi với tôi một chuyến nào. Nguyên Phong, chúng ta là bạn cũ. Bạn cũ gặp nhau, phải chào hỏi chứ. Cô Kazumi, những điều mà cô bảo tôi làm, tôi đã làm xong rồi. Xin cô thả tôi đi đi. Với tài năng của anh, còn có thể làm rất nhiều việc cho Hoàng Quân. Cứ như vậy mà thả anh đi, không phải sẽ đáng tiếc sao? Nhưng tôi không muốn làm nữa. Tôi cung cấp tình báo cho cô. Người bị hại đều là anh em của tôi. Lẽ ra anh nên nghĩ đến chuyện đó sớm hơn. Nhưng cô đã nói, thứ cô muốn là vàng. Là vàng, chứ không phải lấy mạng của người khác. Không lấy mạng người khác thì làm sao lấy được vàng? Trung Quốc các người không phải có câu này sao? Một tướng thành công vạn người bỏ sát. Chỉ mới có mấy người trâu trời mà anh đã làm quá lên rồi. Họ là anh em của tôi, nhưng tôi đã phản bội họ. Tôi có còn là con người nữa không chứ? Chỉ cần Tần gia biết là do tôi làm. Tôi. Đúng vậy. Nếu Tần gia biết được, thì cô ta vẫn còn coi anh là anh em sao? Nhưng. Nhưng những chuyện này là do cô ép tôi làm. Muộn rồi. Người cũng không còn nữa rồi. Không sai. Người là do tôi hại, nhưng vì anh mà bị hại. Nếu Tần gia biết, cô ta sẽ tha cho anh sao? Bây giờ anh chỉ có thể thành thật hợp tác với chúng tôi thôi. Dưới sự bảo vệ của chúng tôi, anh mới có thể sống an toàn. Không. Từ nay về sau, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho các người nữa. Tôi khuyên anh, đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Cô lấy mạng tôi đi. Tôi sẽ đền mạng cho những người anh em đã mất. Không muốn sống nữa sao? Không dễ như thế đâu. Các người định làm gì? Cái này là virus mới được chế tạo bởi Hoàng Quân của chúng tôi. Khi đưa nó vào trong cơ thể, một phản ứng hóa học tuyệt vời sẽ xảy ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Làm ơn đi mà. Hãy thả tôi ra đi. Súc sinh. Đồ súc sinh. Thank you.
Chúc mừng anh nhé. Loại đãi ngộ này không phải ai cũng có thể hưởng thụ được đâu. Tính cả anh thì chỉ có 10 người được trải nghiệm nó. Nguyên Phong, chúc mừng anh nhé. Yên tâm đi, anh không chầu trời ngay đâu. Cứ từ từ tận hưởng. Sự thống khổ mà loại virus này gây ra cho anh. Xin cô, tôi xin cô. Thuốc giải, cho tôi thuốc giải đi mà. Tôi cầu xin cô đó, tôi đồng ý với cô. Cái gì tôi cũng đồng ý với cô. Tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn. Đây là thuốc giải. Sau khi uống vào, anh có thể trở lại bình thường ngay lập tức. Nhưng còn phải xem biểu hiện của anh thế nào nữa. Tôi đồng ý với cô. Tôi đồng ý với cô mà. Tần gia định làm gì? Tần gia đang lên kế hoạch lấy mạng cô. Kế hoạch gì? Cô ta ra lệnh cho mọi người truy tìm tung tích của cô. Tôi đã nói với cô tất cả những gì tôi biết. Thuốc giải, mau đưa thuốc giải cho tôi. Quay về nói với Tần gia, tướng quân Matsushita của Bộ Tư lệnh Hiến binh Nhật Bản sẽ tổ chức tiệc mừng cho tôi ở khách sạn Hoa Viên. Tướng quân sẽ trao huân chương cho cô. Chắc chắn cả ba tầng lầu đều có lính Nhật canh gác. Chúng tôi không thể đột nhập vào được. Cái này anh không cần quan tâm. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp để người của anh có thể dễ dàng tiến vào trong mà không bị ai phát hiện. Cô muốn để Tần gia nhảy vào bẫy của cô. Tần gia có ân rất lớn với tôi. Tôi tuyệt đối không làm hại cô ấy. Tôi không bảo anh khử cô ta. Tôi cũng không muốn xử cô ta. Nếu tôi muốn xử cô ta thì cần gì đợi đến bây giờ. Tôi chỉ muốn tìm một cơ hội thích hợp, khuyên nhủ cô ta phục tùng quân đội hoàng gia. Đúng rồi, tôi quên nói với anh, virus trong cơ thể anh sẽ phát tác 3 ngày một lần. Mỗi lần phát tác, cơn đau sẽ càng trầm trọng hơn. Chỉ có thuốc giải của tôi mới có thể giúp anh thoát khỏi thống khổ. Nhưng anh có lấy được nó hay không còn tùy thuộc vào biểu hiện của anh. Hèn hạ, bị ổi. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ tiêm cho anh thuốc giải độc triệt để loại bỏ virus trên người anh và trả lại tự do cho anh. Được, tôi đồng ý với cô. Đưa anh ta ra ngoài. Cô Kazumi, chúng ta thực sự có thuốc giải triệt để rồi sao? Không cho anh ta một hy vọng lớn, anh ta lấy đâu ra động lực chứ? Hóa ra là như vậy. Anh à, cô Kazumi này vừa được thăng chức vừa được trao huân chương. Cô ta thì vẻ vang, chúng ta thì không được cái khỉ gì. Cái cô Kazumi này không đáng để chúng ta dựa dẫm. Không dựa vào cô ta thì dựa vào ai đây? Kamaku ra ngỏm rồi. Bây giờ cô ta là người duy nhất. Người phụ nữ này thật sự tàn nhẫn. Cô ta đã hại Kamaku ra mất mạng. Có khi nào một ngày nào đó cô ta sẽ trở mặt với chúng ta không? Cô ta biết rõ trên thuyền có đầy thuốc nổ.
nhưng vẫn phái Kamakuza đuổi theo. Rốt cuộc cô ta muốn gì? Còn nữa, mặc dù Kamakuza dẫn theo một đội quân Nhật Bản, nhưng ở Thượng Hải có nhiều quân Nhật như vậy. Tại sao cô ta phải sai chúng ta đi tìm số vàng thật kia với cô ta? Và khi tìm thấy vàng, cô ta không đem về bộ tư lệnh hiến binh mà lại lén giấu đi. Tôi hiểu rồi. Người phụ nữ Nhật Bản này thật độc ác. Chiêu này của cô ta một mũi tên trúng hai đích. Cô ta vừa trừ khử được Kamakuza, vừa khiến người Nhật nghĩ rằng vàng đã chìm xuống đáy sông. Sau đó, thần không biết quỷ không hay, nuốt luôn 18 tấn vàng. 18 tấn vàng lận đó. Ai mà không tham cơ chứ? Một khi Kamakuza bỏ mạng, sẽ không còn ai biết tung tích của vàng nữa. Nhưng chúng ta biết. Anh à, ngay cả Kamakuza, cô ta cũng trừ khử. Anh có nghĩ cô ta sẽ làm vậy với chúng ta không? Tôi không phải là Kamakuza. Muốn lấy mạng tôi không dễ đâu. Đúng vậy. Anh à, nhưng anh có phát hiện ra những người anh em xung quanh chúng ta ngày càng ít đi không? Lão Ngô dẫn đường cho quân Nhật bị trúng lựu đạn, còn đầu sắt lúc hỗ trợ đội hiến binh bắt đảng cộng sản bị đối phương lấy mạng. Đại binh biến mất một cách kỳ lạ. Cô ta đã ra tay với người của chúng ta rồi. Đậu phộng, cô ta còn muốn chiếm đoạt vàng. Cô ta chắc chắn muốn thủ tiêu những người biết chuyện này. Anh, bây giờ người Nhật đang nắm giữ Thượng Hải. Nếu cô ta muốn lấy mạng chúng ta, Vậy thì đơn giản như xử một con kiến thôi. Cho dù cô ta có giở trò hay không, thì cũng phải đề phòng cô ta. Nếu không thể đối phó với cô ta, thì tôi sẽ tìm người Nhật ghê gớm hơn cô ta để đối phó với cô ta. Anh, trong số người Nhật mà chúng ta biết, cô ta là kẻ ghê gớm nhất. Cậu nghĩ mà xem, tại sao cô ta lại hao tâm làm những chuyện này? Tại sao chứ? Không phải là sợ bị cấp trên của cô ta biết sao? Chúng ta chỉ cần nắm được điểm yếu của cô ta. Nếu cô ta dám ra tay với chúng ta, tôi sẽ nói với cấp trên của cô ta chuyện cô ta cướp vàng. Đến lúc đó xem ai chịu thiệt. Đúng vậy. Vâng, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Như vậy đi, cậu lập tức tìm mấy người đáng tin cậy trong đám anh em còn lại của chúng ta, cho họ một khoản tiền, bảo họ về quê, mai danh ẩn tích và đừng bao giờ quay lại đây. Nhớ nói với họ. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Đi đi, được. Đấu với tôi à? Thông tin này có đáng tin không? Một người anh của tôi làm đầu bếp ở khách sạn Hoa Viên. Anh ấy biết chút ít tiếng Nhật. Những thông tin này anh ấy tình cờ biết được khi nghe hai sĩ quan Nhật nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ sẽ không sai đâu. Được. Cơ hội này chúng ta tuyệt đối không được bỏ lỡ. Tập hợp các anh em, tôi muốn nhanh chóng lập kế hoạch hành động. Vâng. Hãy giao nhiệm vụ này cho chúng tôi. Chúng tôi có thể mai phục trên tuyến đường Kazumi Kazoko tới khách sạn. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ cầm đầu cô ta đến gặp cô. Không được. Tôi không muốn để Kamizu Kazoko biến mất một cách lặng lẽ như thế. Muốn làm thì phải làm cho tưng bừng luôn. Tưng bừng. Tần gia, ý của cô là người Nhật mở tiệc mừng cho Kazumi Kazoko, vừa là đề bạt vừa là trao huân chương. Cô ta là đầu sỏ sát hại anh em chúng ta, không thể để cho các anh em bỏ mạng oan uổng được. Cho nên chúng ta chỉ cần lấy mạng của con bộ ác độc này là đã báo được thù. Không được.
Tôi không những muốn mạng cô ta, mà tôi còn muốn xử cô ta trước mặt các tướng lĩnh của Nhật Bản. Tôi muốn cả Thượng Hải nghe thấy phát súng này. Phải để mọi người trên khắp Trung Quốc và thế giới nghe thấy. Được, chúng ta sẽ lấy mạng cô ta trong bữa tiệc mừng của cô ta. Tần gia, lần này cô đừng đi, tôi dẫn đội là được rồi. Không được, lần này tôi phải tự mình dẫn đội. Tôi sẽ tự tay lấy mạng người phụ nữ này. Hôm nay mời hai người tới đây vì muốn nhờ hai người một chuyện. Tần gia, có gì cần căn dặn thì cứ nói. Trong hai ngày này, tôi sẽ thực hiện một hành động quan trọng. Tôi không chắc mình có thể sống sót hay không. Điều tôi lo lắng nhất là những người anh em của tôi. Họ đã theo tôi vào sinh ra tử nhiều năm qua, cuối cùng lại không có một nơi dừng chân đàng hoàng. Nếu tôi gặp chuyện gì bất chắc, tôi muốn nhờ hai người thay tôi chăm sóc những người anh em này. Tần gia quá lời rồi. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng cho các anh em của Tần gia. Tần gia, hành động quan trọng gì mà cô phải đích thân tham gia vậy? Không giấu hai người, tướng quân Matsushita của Nhật Bản ngày mai sẽ mở tiệc mừng ở khách sạn Hoa Viên để trao huân chương cho Kazumi Kazoko. Tôi muốn nhân cơ hội này trừ khử con ả độc ác này. Có chuyện này sao? Tôi nghĩ đã làm thì làm cho lớn luôn. Tôi muốn cô ta mất mạng trước mặt tên tướng quân kia. Nếu được thì tôi cũng muốn diệt trừ tên tướng quân đó luôn. Nếu được thế thì đúng là xong hỷ lâm môn. Nhưng Tần gia, Kazumi Kazoko vẫn luôn hành sự bí mật. Làm sao cô biết được tin tức tuyệt mật này? Thuộc hạ của tôi có người tên là Nguyên Phong, chính cậu ta đã thăm dò được tin này. Tin này đáng tin cậy chứ? Ý cậu là sao? Ý của Hoàng Phong là một hành động quan trọng như vậy, chúng ta cần xác minh mức độ chính xác của tình báo. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho hành động. Tôi không cần xác minh tin tình báo từ những người anh em của mình. Bọn họ giao cả mạng sống của mình cho tôi, làm sao tôi có thể nghi ngờ họ được chứ? Tần gia, tôi cũng muốn băm Kazumi thành trăm mảnh để hạ cơn giận trong lòng mình. Nhưng Hoàng Phong nói có lý. Hành động thận trọng không bao giờ sai. Tần gia, Kazumi Kazoko của ngày hôm nay không còn là Phạm Bảo Thi của ngày xưa. Muốn trừ khử cô ta chỉ có dũng khí thôi thì không bao giờ đủ đâu. Chúng ta cần một kế hoạch cẩn thận. Tần gia, hai người đừng nói nữa. Sau này anh em của tôi đành nhờ cậy vào hai người. Tần gia, Nguyên Phong, muộn thế này rồi còn không về sao? Không vội. Có việc gì à? Không có. Không còn việc gì thì về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải hành động nữa. Tần gia, trời lạnh rồi, chú ý giữ ấm nhé. Biết rồi. Sao giờ anh mới đến? Thiếu tá Kazumi sắp hết kiên nhẫn rồi đó. Thiếu tá, anh ta đến rồi. Anh đến muộn hơn một giờ so với thời gian đã thỏa thuận. Đi đâu vậy? Tôi vừa rời khỏi chỗ Tần gia.
là đi thẳng đến đây, không đi nơi nào khác. Tần Gia nghi ngờ anh à. Bây giờ không phải là Tần Gia nghi ngờ tôi, mà là cô đang nghi ngờ tôi. Anh nói như vậy là có ý gì? Tần Gia không bao giờ nghi ngờ anh em của mình. Nhưng bây giờ, ngay cả mạng sống của tôi cũng nằm trong tay cô, mà cô vẫn còn nghi ngờ tôi. Được rồi, nếu cô đã không tin tưởng tôi, vậy thì tìm người khác làm đi. Không phải không tin tưởng, tôi chỉ lo cho sự an toàn của anh thôi. Tôi đến muộn thế này là bởi vì Tần Gia đang thảo luận kế hoạch ngày mai với mọi người. Đây không phải là điều cô muốn biết sao? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng được y phim TV. Vậy anh nói cho tôi biết kế hoạch là gì? Khi nào cô cho tôi thuốc giải? Yên tâm đi, chuyện tôi đã hứa với anh, tôi sẽ không nuốt lời đâu. Chỉ cần qua ngày mai, tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn virus trên người anh. Nói đi. Đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xuất phát. Vâng. Lên xe. Nhanh nào. Cô Kazumi, sao lại đưa tôi đến đây? Không phải bây giờ chúng ta nên ở bữa tiệc mừng sao?
tướng quân, bữa tiệc hôm nay tôi sẽ sắp xếp một chương trình đặc biệt cho ngài và các khách mời thưởng thức. Những người dưới kia đều do các tinh anh của đế quốc ta cải trang thành. Cô Kazumi định diễn kịch gì cho tôi xem vậy? Tướng quân, chắc ngài biết, kịch hay thì phải chờ đến phút cuối. Hoa của đế quốc ta sẽ biểu diễn như thế nào đây? Tôi rất mong chờ. Sao tôi cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn? Sao vậy? Theo quy định của người Nhật, khi tham gia những bữa tiệc như thế này, không được phép đem theo vũ khí. Nhưng cô nhìn xem, ai cũng có vũ khí trên người. Có cần báo cho Tần gia không? Không kịp nữa đâu, tùy cơ ứng biến đi. Nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy? Tôi nhận được một bức thư ở cửa sau. Hoàng Phong, anh không sao chứ? Không sao, em nhìn này, anh vẫn ổn mà. Không sao rồi. Anh biết anh đã làm mọi người lo lắng. Đều tại anh. Không tìm được ai để báo tin cho mọi người. Không sao rồi. Em làm gì mà vội vậy? Đúng rồi anh à, Tần gia gặp nguy rồi. Tần gia, Tần gia, tình hình không đúng nhưng lại có vẻ hợp lý. Có mai phục, cầm lấy vũ khí. Bé ba, Tần gia, mau đi đi.
Tần gia. Nguyên Phong. Xin lỗi. Đều là lỗi của tôi. Tần gia, Tần gia. Nguyên Phong, cố thêm chút nữa. Gắng gượng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay. Cố lên. Nguyên Phong, anh cố lên. Cứ kệ tôi. Tôi có lỗi với Tần gia. Đừng nói nữa, lái xe mau lên. Xin lỗi anh em. Là tôi đã bán đứng họ. Cái gì? Bức thư đó là anh nhét trước cửa nhà chúng tôi. Tôi bán mạng cũng không đền hết tội. Tôi, nếu không phải do tôi thì Tần gia đã không bị họ sát hại. Còn vàng, bí mật về vàng cũng được tôi tiết lộ. Anh nói gì? Chuyện vận chuyển vàng cũng là anh tiết lộ sao? Con đàn bà độc ác đó, Cô ta đã lấy Kamaku ra làm bia đỡ đạn. Cô ta cấu kết với Trần Thiên Sơn đi cướp vàng. Người vừa rồi chính là đại bàng mà cô nhắc tới sao? Vâng, thưa tướng quân, hắn không dễ khuất phục lắm đâu. Tướng quân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến hắn trở thành chim đại bàng của đế quốc Nhật Bản. Tốt lắm. Người đâu? Cô Kazumi Kazoko. Chúc mừng cô được thăng chức thành trung tá. Tần gia. Anh Thành. Mong mọi người yên nghỉ. Những chuyện mọi người chưa làm xong, chúng tôi nhất định sẽ giúp mọi người hoàn thành. Anh à, Hoàng Phụng và Tuyết Nhi đã được đưa về quê rồi. Chú Trần đã lo liệu chuyện này. Sau này không cần lo lắng về chuyện này nữa. Chúng ta có thể thoải mái làm chuyện lớn rồi.
Tần gia đã hy sinh rồi. Kazumi Kazuko lại mang thêm một món nợ máu. Cô ta cứ sống thêm một ngày, sẽ càng có nhiều người chết dưới tay cô ta. Anh à, anh còn nhớ lời của Nguyên Phong trước khi mất không? Cậu ấy nói chuyện 18 tấn vàng là do mình tiết lộ. Kazumi Kazuko dùng Kamaku ra làm bia đỡ đạn. Cô ta và Trần Thiên Sơn cùng nhau cướp vàng. Sao? Có vấn đề gì à? Kazumi Kazuko rõ ràng đã biết thông tin đó từ Nguyên Phong, nhưng vẫn để Kamaku ra đi đường thủy. Cô ta thì âm thầm cấu kết với Trần Thiên Sơn đi cướp vàng. Chỗ này nhất định có vấn đề.